Nên Edison Buddha. Dạ, xin mời đầy tớ Chúa. Dạ, chúng ta cảm tạ Chúa. Kính mời Hội Thánh Chúa, chúng ta đồng ngồi. Bitte euer Platz nehmen. Dạ, chúng ta cảm ơn Chúa vì sự kiên nhẫn của các quý tôi tớ, Chúa và chị em chúng ta trong thì giờ vừa qua chúng ta đứng cũng hơi lâu ha. Dank Gott für eure Geduld, weil wir jetzt auch schon etwas länger standen. Xin Chúa thêm sức mới cho tất cả quý tôi tớ, Chúa và chị em. Möge Gott euch alle stärken. Cảm ơn Chúa vì một ngày Thánh Nhật đầu tháng 4 chúng ta lại được thờ phượng Chúa. Dank Gott für dass wir wieder im vierten Monat am ersten Sonntag wieder Gottesdienst haben dürfen. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì có sự có mặt đông đủ, rất là đông của các quý tôi tớ Chúa, ông bà chị em chúng con từ các nơi xa gần về thờ phượng Chúa trong buổi sáng ngày hôm nay. Und wir danken Gott auch, dass wir heute alle hier sehr zahlreich sind. Dạ, thay mặt Hội Thánh Chúa xin trân một lần nữa kính lời chào đến tất cả quý tôi tớ Chúa, ông bà chị em chúng ta có mặt trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Stellvertretend für die Gemeinde möchte ich euch alle herzlich begrüßen, die ihr heute alle hier seid. Chúng ta ngợi khen Chúa, Hallelujah. Lasst unseren Gott preisen. Dạ, chúng ta thấy ở hàng ghế đầu thì có anh chị Tiến Diễn, các anh chị đến từ Hội Thánh Chúa tại Rottenburg, cũng như là rất là vui được gặp anh chị trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Sie sehen zum Beispiel auch in der ersten Reihe das Ehepaar aus Rotenburg und wir freuen uns auch, dass ihr heute hier seid. Ja, chúng ta thấy chị Hà ha, cũng cảm ơn Chúa với con trai cũng có mặt trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Und auch die Schwester Hà mit ihrem Sohn heute. Rồi còn rất là đông và anh chị em chúng ta những người rất là trung tín thờ phượng Chúa trong hội thánh của Ngài. Sie heute sehr zahlreich sind und ihr, die auch treu seid im Gottesdienst. Chúng ta đã có được vui vẻ trong nhà của Chúa không bạn chị em? Freuen wir uns im Haus Gottes zu sein. Hallelujah. Chúng ta vui vẻ bởi vì nhiều điều nó đưa đến trong cuộc đời của chúng ta trong ngày hôm nay. Wir freuen uns, weil es so viele Dinge gibt, die über unser Leben kommen. Vì chúng ta đang ở trong đầu tháng 4 thì chúng ta thấy thời tiết ở Đức này là mùa xuân cho nên nó cũng sáng hơn và có nhiều điều mà chúng ta thấy nó làm vui mắt chúng ta. Dass wir im April sind und dass wir jetzt den Frühling haben und alles vielleicht auch heller ist. Chúng ta vui vẻ vì anh chị em chúng ta từ Berlin xa xôi cũng như các nơi xa cũng đã về nhà Chúa thờ phượng trong ngày đầu tháng. Wir freuen uns über die Geschwister aus Berlin und andere Geschwister aus der Ferne, die hergekommen sind. Chúng ta vui vẻ vì sự có mặt của anh chị em chúng ta đến từ Ukraine cũng có mặt trong buổi thờ phượng ngày hôm nay. Und wir freuen uns über die Anwesenheit der Geschwister aus der Ukraine. Và chúng ta thấy rằng rất là vui vẻ vì chúng ta có Chúa và chúng ta có nhau. Und wir freuen uns, weil wir Gott haben und einander haben. Đó là một phước lớn cho mỗi từng cuộc đời của quý tôi tớ Chúa và chị em chúng ta. Das ist ein großer Segen für jeden einzelnen von uns. Và chúng ta thấy rằng tôi tớ Chúa trưởng lão Bùi Văn Tư ngày hôm nay Chúa ban sức cho anh cũng có mặt nơi thờ phượng. Hallelujah. Wir danken Gott auch, dass der Diener Gottes Bùi Văn Tư heute auch gestärkt wurde von Gott noch heute hier sein kann. Anh chị em ơi, có mặt nơi thờ phượng Chúa nó không phải là một cái điều mà nó đơn giản muốn là được đâu đó. Es ist nicht immer so einfach im Gottesdienst zu sein, dass man immer, wenn man es will, es auch tun kann. Cho nên chúng ta rằng ước ao Chúa ban phước cho cuộc đời của chúng ta để chúng ta có tấm lòng yêu mến Chúa, có sức khỏe, có môi mặt để Chúa ban cho chúng ta thờ phượng Ngài. Und daher wünschen wir uns, dass wir von Gott gesegnet sind und vor ihm kommen. Amen. Ông bà anh chị em, đó là một phước lớn cho cuộc đời của chúng ta. Vì chúng ta biết được rằng sự thờ phượng là một phước lớn và một ơn lành mà Chúa, một đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Das ist ein großer Segen, den Gott uns gegeben hat, vor ihm treten zu dürfen, um ihn anzubeten. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta rất là vui vẻ để chúng ta được thờ phượng Chúa. So danken wir Gott, dass wir heute mit Freude vor ihm kommen dürfen zum Gottesdienst. Và ngày hôm nay thì Kinh Thánh chúng ta đã đọc rồi, đó là trong sách Matthew chương 12 từ câu số 38 đến câu số 42. Und die Bibelstelle, worum es heute geht, haben wir vorhin gelesen im Buch Matthäus Kapitel 12 von Vers 38. Trong câu chuyện này thì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có những người thầy thông giáo, người Pharisee đến với Chúa Giêsu và họ xin một dấu lạ. In dieser Bibelstelle geht es darum, dass die Schriftgelehrten und die Pharisäer zu Jesus kamen, um ein Zeichen zu fordern. Họ xin một dấu lạ, mặc dầu trước đó họ đã thấy rất nhiều dấu lạ Chúa đã làm rồi.
Sie haben ein Zeichen verlangt, ein Wunder verlangt, obwohl sie davor schon sehr viele gesehen hatten. Ngày hôm nay, chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy những câu chuyện và chúng ta biết lời của Chúa thì chúng ta thấy rằng đây là một cái câu chuyện mà không ai nên làm cả. Und die wir schon länger die Bibel kennen und diese Bibelstellen kennen, wissen wir, dass wir sowas nicht tun sollten. Nhưng mà chúng ta cũng ước ao rằng lời Chúa ngày xưa cho chúng ta bài học ngày hôm nay có hình bóng nào của con người chúng ta trong câu chuyện này không? Aber wir wünschen uns, dass die Lehren, die Geschichten von damals eine Lehre für uns heute sind, sodass wir widerspiegeln können, was wir heute daraus ziehen können. Bởi vì trước đó, Chúa dạy rất là rõ ràng rằng nhìn trái thì biết cây. Weil Gott uns schon davor gelehrt hat, wenn man den Baum sich ansieht oder die Früchte ansieht, dann weiß, kennt man den Baum. Người ta thấy cái trái là ta biết cái cây đó là cây gì liền. Wenn ich die Früchte sehe, dann weiß ich, um welchen Baum es sich handelt. Và Chúa cũng đã khẳng định rằng cái cây mà tốt á, thì nó phải cho ra trái tốt. Ein guter Baum bringt auch gute Früchte herbei. Mà cái cây xấu thì không thể sanh trái tốt được. Aber ein schlechter Baum, der kann keine guten Früchte hervorbringen. Chúng ta thấy lời Chúa có quá rõ ràng không chị em? Ist das Wort Gottes nicht eindeutig? Chúng ta cảm ơn Chúa có một câu chuyện kể như thế này. Es gibt eine Geschichte. Trước khi chúng ta bắt đầu, xin kính mời hội thánh Chúa chúng ta đồng đứng lên một chịu khó lần nữa chúng ta dâng lời cầu nguyện ha. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich euch nochmal bitten aufzustehen, um noch einmal zu beten. Chúa Jesus Christ, chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được thờ phượng Ngài. Jesus, wir danken dir, dass wir Gottesdienst halten dürfen. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của tất cả quý tôi tớ Chúa mà chị em chúng con đã không ngại đường xa đến hội thánh của Chúa thờ phượng. Wir danken dir für die vielen Herzen, die dich lieben und die den weiten Weg auch auf sich genommen haben. Cảm ơn Chúa vì Ngài có bổ sức mới cho chúng con. Wir danken dir, dass du uns Kraft schenkst. Cảm ơn Chúa vì dòng huyết máu Chúa Jesus Christ hằng tha thứ những yếu đuối vi phạm bất toàn đời sống của chúng con. Wir danken dir, dass durch dein Blut wir Vergebung empfangen durften. Nhân này con xin Chúa Thánh Linh Ngài đến, Ngài soi dẫn cho chính mình con là người nói, hội thánh của Chúa, ông bà chị em chúng con là người nghe, chúng con đều được gây dựng qua lời hàng sống của Ngài. So bitten wir dich, Heiliger Geist, komme du jetzt her zu mir als den Sprecher und die Gemeinde als die Zuhörer, damit wir alle erbaut werden durch dein Wort. Xin Chúa ban sức mới cho chúng con. Herr, stärke du uns neu. Xin Chúa cho chúng con được vui vẻ trong lời của Ngài. Schenke uns Freude in deinem Wort. Chúng con tạ ơn Chúa và cùng nhau thành kính cầu nguyện. Danke dir, wir beten. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa, kính mời Thánh Chúa chúng ta đồng ngồi. Có một câu chuyện kể như thế này. Es gibt eine folgende Geschichte. Có một người đó là một người rất là giỏi về làm nghề nông. Là ein Menschen, der sehr begabt war in der Landwirtschaft. Và người này là một người siêng năng và có một khả năng rất là giỏi. Er war sehr fleißig und hatte eine besondere Gabe darin. Nhưng mà ngặt con cái á, thì cái người này không có ruộng đất để làm mà phải đi thuê. Aber es gab ein Problem, er hatte kein eigenes Acker, um zu arbeiten, sondern musste sich einen mieten. Và người này đến cái một người chủ đất có miếng đất bỏ hoang và rất là rộng. Und so kam er zu einem Besitzer eines Ackers, das verlassen war und aber sehr groß war. Và qua sự thỏa thuận thì cái người nông dân đó thuê được miếng đất đó và người chủ đất lấy một giá tương đối cũng rẻ. Und so konnten sie sich darin vereinbaren, dass er dieses Acker mieten konnte und der Besitzer des Ackers hat auch nicht viel genommen dafür. Thì vốn là một người siêng năng, một người có một khả năng về nông nghiệp, cho nên không bao lâu thì cái miếng đất hoang đó trở thành một miếng đất rất là màu mỡ và tốt để trồng Gemüse, trồng rau cải. Der Mann, der sehr fleißig war, auch sehr begabt war in all dem, hat es nicht lange gebraucht, um dieses verlassene Acker zu einem Acker zu machen, wo es sehr viel gab. Và người đó rất là vui mừng vì cái công khó mình đã bỏ ra và có những mùa thu hoạch rất là tốt lành. Und deswegen hat er sich sehr gefreut für die ganze Arbeit, die er darin investiert hat und so dass er viel ernten konnte. Thì một ngày nọ thì ông chủ đất lại đến với người nông dân đó là cũng nói rằng như thế này. Und eines Tages kam dann der Besitzer des Ackers zu diesem Landwirt und hat dann folgendes gesagt. Anh ơi,
Thằng con trai tôi nó sắp cưới vợ, cho nên tôi định lấy miếng đất lại để cho nó với vợ nó về đây ở. Er hat zu ihm gesprochen, mein Sohn, der heiratet bald, ich möchte dich bitten, mir dieses Acker wieder zurückzugeben. Chúng ta nghĩ cái tâm trạng người nông dân đó như thế nào không, bạn chị em? Und können wir uns vorstellen, wie der Landwirt sich dann etwa, wie es ihm gehen musste? Từ miếng đất đang hoang mà mình bỏ công rất là nhiều, chưa thu hoạch được bao nhiêu mà bây giờ ông chủ ông lại nói như thế đó. Ein verlassenes Acker, welches, worin er sehr viel Arbeit investiert hat und wo er langsam anfängt, Früchte zu bringen, ernten zu können, und jetzt kommt der Besitzer und verlangt das von ihm. Người nông dân này rất là tức giận và nói rằng ông chủ này chắc ông cố tình ông lợi dụng mình. Und der Landwirt wurde dann sehr zornig und er hat dann gesagt, vermutlich hat er das absichtlich gemacht und hat mich ausgenutzt. Và bao nhiêu lần suy nghĩ thì người nông dân này quyết định đi đến hành động. Und er hat sehr lange darüber nachgedacht, bis er dann zu dem Punkt kam, um zu handeln. Vì vốn là người nông cho nên rất là giỏi về vấn đề những cỏ dại, thì người này suy nghĩ và tìm những hạt giống cỏ dại cực kỳ khó khăn để phá diệt nó. Denn er war ein Landwirt, er kannte sich sehr gut aus und hat dann nach bestimmten Unkraut gesucht. Và khi mà nó gieo ra rồi thì rất là khó nhổ và khó phá diệt được. Und er wusste, wenn er dieses Unkraut dann anfängt zu sehen, dann wird es sehr schwer sein, dieses Acker weiterhin zu bebauen. Để cho ông chủ này ông biết thân ông là ông lợi dụng mình, hay là ông đã ông như là ông làm cho mình rất là khổ sở. Damit er Besitzer dadurch wissen konnte, dass er es dem Landwirt sehr schwer gemacht hat. Và người này đã đi thu lượm rất là nhiều hạt giống mà gai góc mà khó nhổ để chuẩn bị. Er hat viele Samen von solchen Unkräutern gesammelt, um sich vorzubereiten. Và cái đêm mà sáng ra để bàn giao đất đó, thì người đó đã suốt đêm đi gieo tất cả những cái ruộng đó bằng cái cỏ dại đó. Und in der Nacht vor dieser Übergabe oder Zurückgabe hat dann dieses Unkraut auf dem ganzen Acker gesät. Ở đây chúng ta có ai trồng cỏ là chúng ta biết gieo là không thể nào để chỗ nào mà nó trống hết ra, để cho nó kín hết. Und wenn wir wissen, wie man Gras sät, dann wissen wir, man sät es ganz voll. Và khi nào gieo xong rồi thì người đó rất là vui vẻ về nhà ngủ một giấc ngon lành tới sáng. Und nachdem es gesät hat, ist dann wieder heimgekehrt und hatte einen sehr guten Schlaf bis zum nächsten Tag. Và sáng sớm thì người đó dậy cũng đúng theo cái giờ hẹn mà cái người chủ đã đến. Und er ist dann aufgewacht und zu dem Termin gekommen, an dem sie sich vereinbart haben für diese Übergabe. Thì cái người này biết rằng cái giờ mình bàn giao chìa khóa hoặc là trả lại đất đã đến rồi. Und er wusste, die Zeit ist gekommen, um das Acker wieder zurückzugeben. Nhưng mà người chủ này rất là vui vẻ, mới nói rằng: Anh ơi, tôi báo cho anh một tin mừng. Und dann, aber dann hat der Besitzer des Ackers dann gesagt: Mein Bruder, ich habe eine gute Nachricht für dich. Người nông dân này nói: Có gì mừng nữa đâu? Und der Landwirt hat dann gesagt: Was gibt es denn jetzt noch für eine gute Nachricht? Ông chủ đất nói rằng: Thằng con trai tôi nó cưới vợ rồi nhưng mà nó không chịu về quê ở, nó ở thành phố. Und der Besitzer hat gesagt: Mein Sohn hat zwar geheiratet, aber er möchte nicht wieder auf das Land zurückkehren. Cho nên miếng đất này tôi thấy anh là người xứng đáng nhận miếng đất này. Und deswegen dieses Acker hier, dieses Land hier, du bist würdig, um es zu behalten. Cho nên tôi tặng cho anh miếng đất này đó, tôi chỉ lấy một giá tượng trưng thôi. Und deswegen schenke ich es dir sogar, ich nehme nur einen kleinen Preis dafür. Thì bây giờ cái người nông dân đó rất là mừng vì được miếng đất, phải không? Und dann hatte sich der Landwirt erstmal sehr gefreut, dass er dieses Land, dieses Acker bekommen hat. Nhưng mà nghĩ lại cái cỏ mình mới vừa gieo trong đêm qua đó, mình phá diệt như thế nào đây? Aber musste dann zurückblicken und sich überlegen, dieses Unkraut, dieses Gras, was er gesät hat in der vorigen Nacht, wie kann er das wieder beseitigen? Chính mình đã gieo rất là kỹ và mình hy vọng rằng không thể phá diệt được. Er selber hat es so gründlich gesät und damit man es eigentlich gar nicht mehr beseitigen kann. Thì giờ này mình lãnh cái hậu quả đó. Und jetzt erntet er selbst das, was er gesät hat. Một bài học để lại cho chúng ta ngày hôm nay, bạn chị em. Eine Lehre, die uns heute etwas zurücklässt. Nếu mà chúng ta tích cực gieo cái gì đó, chúng ta sẽ gặt hái cái đó đó. Wenn wir etwas Bestimmtes sehen, werden wir es auch ernten. Đó là một điều chắc chắn. Und das ist sicher. Chúng ta gieo cỏ dại thì chúng ta sẽ gặt những cỏ dại mà thôi. Wenn wir Unkraut sehen, dann werden wir es auch ernten.
Nhưng mà nếu chúng ta gieo lúa mì, chúng ta gieo những lương thực, những cái rau cải tốt lành, chúng ta sẽ gặt được cái đó. Wenn wir aber Getreide oder Gutes sehen, dann werden wir das auch ernten. Chúng ta amen vào điều đó không, anh chị em? Sagen wir amen dazu. Những điều gì mà chúng ta đã quyết định trong quá khứ thì ngày hôm chúng ta đang hưởng ngày hôm nay. Was wir entschieden haben in der Vergangenheit zu sehen, das dürfen wir heute empfangen. Và những gì chúng ta quyết định trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặt hái ở tương lai. Und was wir heute entscheiden zu sehen, werden wir in der Zukunft auch ernten. Chúng ta chắc chắn không, bạn chị em. Amen. Sind wir uns sicher darin? Bởi vì ngày hôm nay nếu chúng ta mở lòng tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của đời sống mình, chúng ta một sống một đời sống yêu mến tình kính Chúa, thì chúng ta sẽ gặt hái trong ngày tương lai một tương lai hết sức là tốt lành. Wenn wir uns heute dafür entscheiden, unser Herz weit zu machen, um unseren Gott einzuladen in unser Leben, ein Leben zu führen, das ehrfürchtig ist, dann werden wir in der Zukunft Segen empfangen. Nếu mà chúng ta ngày hôm nay từ chối tình yêu của Chúa, chúng ta từ chối nước thiên đàng, chúng ta từ chối tất cả những điều mà Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta sẽ biết rằng trong tương lai chúng ta sẽ không gặt được những cái điều mà Chúa phán hứa được. Wenn wir seine Liebe heute ablehnen, sein Reich heute ablehnen oder alles ablehnen, was uns geben möchte, werden wir in Zukunft auch nicht das empfangen dürfen, was uns eigentlich versprochen hat. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái câu chuyện trong sách Matthäus chương 12 này. Und so danken wir Gott für diese Bibelstelle in Matthäus Kapitel 12. Chúa Jesus, Ngài đã đến thế gian, Ngài làm rất nhiều dấu kỳ phép lạ. Jesus ist auf die Welt gekommen und hat sehr viele Zeichen und Wunder getan. Từ trong các sách phúc âm, đặc biệt trong sách Matthäus, từ chương 8 đổ về sau này, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài đã làm những dấu kỳ phép lạ để cứu giúp dân sự của Ngài. In den Evangelien, vor allem auch im Buch Matthäus, ab Kapitel 8, hat sehr viele Wunder getan. Trong chương 8 thì chúng ta thấy Chúa chữa cho cái người bị bệnh phung, Chúa thấy Chúa chữa cho người bị quỷ ám, rồi những người bị bệnh bại. Und da sehen wir, Gott hat Aussätzige geheilt, Gott hat Geister vertrieben. Rồi sau đó thì Chúa chữa cho người đàn bà bị mất huyết và cho con cứu sống con gái của Giai-ru là người cai ngài hội. Hat auch die Gelähmten geheilt. Nhiều bệnh tật khác Chúa đã chữa lành. Und auch die blutflüssige Frau, die Tochter des Jairus und noch viele weitere Krankheiten. Đặc biệt là Chúa đuổi quỷ, Chúa rao giảng tin lành. Und hat Geister vertrieben und das Evangelium verkündet. Và nhiều dấu kỳ phép lạ đã được xảy ra, đoàn dân đông càng ngày càng đi theo Ngài. Wunder sind geschehen und viele Menschen sind ihm gefolgt. Nhưng mà chúng ta thấy ở đây có những người thầy thông giáo, những người Pharisee là những người đại diện cho Chúa ở trong luật pháp, trong sự thờ phượng theo cổ truyền đã đến với Chúa Giêsu. Aber dann kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer, die ihn eigentlich vertreten sollten an dieser Erde, und haben zu ihm etwas gesagt. Và cái điều gì chúng ta đã đọc vừa rồi, họ xin một dấu lạ. Und sie haben ein Zeichen gefordert. Họ xin một từ Chúa Giêsu một dấu lạ. Sie haben um ein Zeichen gebeten. Mà sau khi như chương 12 đó, chúng ta thấy Chúa đã chữa lành cho một người bị teo tai. Und wir sehen aber zuvor, Gott hat jemanden geheilt von seiner Hand, die er in der Hand hatte. Rồi từ chương 22 thì chúng ta thấy Chúa đã chữa cho một người bị mắc quỷ ám, đuôi và câm, và Chúa đã khiến cho người đó được thấy và được nói. Und dann sehen wir auch noch davor, dass einen Besessenen geheilt hat, der auch noch blind und stumm war. Nhưng mà những người thầy thông giáo, người Pharisee này, họ đã thấy tất cả những điều đó. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben das alles gesehen. Nhưng mà họ vẫn không tin Chúa Giêsu. Aber dennoch haben sie nicht glauben können an Jesus. Họ dẫn đến với Chúa Giêsu và họ yêu cầu Chúa làm một dấu lạ để cho họ tin. Sie sind trotzdem noch zu Jesus hingegangen, um ein Zeichen zu fordern, um zu glauben. Họ muốn thử Chúa Giêsu. Sie wollten ihn versuchen. Chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng. Ở đây Chúa Giêsu Ngài rất là nhân từ. Und wir sehen aber etwas darin, dass Jesus dennoch sehr gütig war. Đấng yêu thương. Und sehr liebend war. Cứu giúp. Der dennoch helfen möchte. Nhưng mà Ngài, ở đây Ngài vỡ một người, những người này, những lời lẽ rất là nặng. Aber hier hat auch zu diesen Menschen sehr hart gesprochen. Ngài đáp rằng,
Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ nào khác ngoài dấu lạ của tiên tri Jonah. Er antwortete: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Tại vì trước đó khi mà họ thấy Chúa Giêsu đuổi quỷ chữa lành thì họ lại nói một cái lời lẽ hết sức là bậy bạ. Denn zuvor, als sie schon viele Zeichen gesehen hat, als dass Jesus Menschen geheilt hat, haben sie etwas gesagt, was nicht gut war. Họ nói rằng Chúa Giêsu kỵ chúa quỷ mà trừ quỷ. Sie haben gesagt, er vertraut auf jemanden, um Geister zu vertreiben. Như là ở trong Ma-thi-ơ chương 12 câu số 24, xong những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. In Matthäus 12 Vers 24 steht das: Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den obersten der Dämonen. Mà trước đó đó, lần đầu tiên họ nói là trong chương 9 câu số 34, người Pharisee lại nói rằng người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Und in Matthäus Kapitel 9 Vers 34 sagten die Pharisäer auch: Durch den obersten der Dämonen treibt die Dämonen aus. Vì Chúa Giêsu cũng đã chữa lành cho một người bị quỷ ám và bị câm. Denn hat schon besessene geheilt, die auch stumm waren und blind. Và đến lần này là lần thứ hai họ lại nói vậy nữa. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass die Pharisäer Schriftgelehrten das sagten. Và Chúa đã quở nặng và Chúa phán rằng có những tội được tha, nhưng mà tội đến phạm đến Đức Thánh Linh là không được tha. Und so wissen wir auch von den Sünden, die vergeben werden, aber die Sünden gegen den Heiligen Geist nicht. Chúng ta biết rằng trong cái thời điểm đó, Chúa Giêsu chưa được vinh hiển, cho nên Đức Thánh Linh chưa được ban xuống một cách rộng rãi như chúng cho chúng ta ngày hôm nay. Wir wissen zu dem Zeitpunkt, sie ist noch nicht in den Himmel gefahren und der Heilige Geist wurde noch nicht ausgeschüttet, wie es heute ist. Nhưng mà trong thời đại điểm đó thì người Giuđa họ biết rằng Đức Thánh Linh, vai trò Đức Thánh Linh là để mặc khải chân lý của Đức Chúa Trời cho dân sự. Aber die Juden wussten schon zu der Zeit, dass der Heilige Geist kommen wird, um die Offenbarung zu schenken. Và cũng chính Đức Thánh Linh là đấng giúp cho con người nhận biết chân lý của Chúa đó. Und der Heilige Geist hilft den Menschen, um die Wahrheit zu erkennen. Để sống theo chân lý đó. Um nach dieser Wahrheit zu leben. Và thời điểm đó, Đức Thánh Linh chưa được ban cho một cách rộng rãi như ngày hôm nay. Aber zu dem Zeitpunkt wurde noch nicht gegeben, wie es heute der Fall ist. Những người Pharisee, những thầy thông giáo là những người họ rất là giỏi và biết luật pháp của Chúa. Aber die schriftgelehrten Pharisäer, das waren Menschen, die sich sehr gut mit dem Wort Gottes auskannten. Họ đã biết rằng công việc này là công việc của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Ngài và không thể chối cãi được. Sie wussten eigentlich, dass das Werke Gottes sind und konnten das eigentlich nicht verleugnen. Nhưng mà những người này họ cố tình. Aber sie haben es mit Absicht getan. Họ đảo lộn Đức Thánh Linh là chúa quỷ, là ma quỷ. Sie haben verglichen oder gesagt, dass diese Wunder durch den obersten der Dämonen gekommen ist. Họ đảo lộn cái công việc mà cứu giúp của Chúa Giêsu trở thành công việc của ma quỷ. Sie haben die Werke Gottes als die Werke des Teufels gesehen. Một cái điều thiện lành thì họ đổi ra một điều ác. Etwas Gutes, was getan wurde, haben sie umgedreht in etwas Schlechtes. Họ khiến dân sự của Chúa không nhận biết điều nào là đến từ Đức Chúa Trời và điều nào đến từ ma quỷ. Sie wollten für Verwirrung sorgen, dass die Menschen nicht mehr wussten, was von Gott kommt und was vom Teufel. Là những người dạy luật, những người đưa dân sự của Chúa đến Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài một đấng chân thần, thì họ làm đảo lộn lại tất cả. Statt die Menschen zu sein, die andere Menschen zu Gott führen, haben sie es umgedreht. Vì sự ích kỷ. Aufgrund ihres Egos. Vì sự chối bỏ Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Weil sie ihren Gott verlassen haben. Vì sự làm theo ý riêng của mình. Weil sie nach ihrem eigenen Willen tun wollen. Chúng ta ước ao rằng ngày hôm nay con cái của Chúa không bao giờ có những linh tánh của người Pharisee mà thông giáo trong cuộc đời của chúng ta, ông bà anh chị em ơi. Wir wünschen uns heute als Kinder Gottes, dass wir genau diese Eigenschaften der schriftgelehrten Pharisäer nicht in uns haben. Mà đôi khi chúng ta đảo lộn lại một đời sống tin kính Chúa thì chúng ta nói rằng đây là một đời sống như thế nào đó, rồi ngược lại một đời sống gian dối thì chúng ta lại
ca ngợi về đời sống đó. Chúng ta phải phân biệt điều đó, ông bà anh chị em. Dass wir ein ehrfürchtiges Leben, welches wir sehen, nicht umkehren und sagen, das ist ein Leben, das nicht gut ist, und umgekehrt ein Leben, das nicht in der Ehrfurcht gelebt wird, zu sagen, dass es eine Ehrfurcht ist. Qua đó Chúa Giêsu ngài vỡ rất là nặng về cái tội lỗi của những con người này. Und daher war Jesus auch sehr hart zu diesen Menschen. Chúng ta đọc trong thấy Matthäus chương 12 câu số 32, nếu ai phạm đến con người thì sẽ được tha, xong nếu ai nói phạm Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng chẳng được tha. Das lesen wir auch in Vers 32, und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Một lời Chúa phán vợ rất là nặng và rất là đáng sợ, không bạn chị em? Worte, die sehr hart waren und auch worum man sich fürchten kann. Cố tình làm đảo lộn lại chân lý và sự tốt lành của Chúa. Mit Absicht die guten Werke Gottes oder die Wahrheit umzudrehen. Và cái điều đó là cái điều mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta thấy ngày hôm nay. Und das zeigt uns die Bibel heute für uns. Chúng ta cảm ơn Chúa, Kinh Thánh không phải để hù dọa con người, nhưng mà Kinh Thánh là lời yêu thương, lời chân thật của Chúa để giúp con người nhận ra chân lý cứu rỗi của Chúa. Die Bibel ist nicht dafür da, um uns Menschen heute zu drohen, sondern das sind liebende Worte, die uns helfen, um uns zu retten. Chân lý Kinh Thánh là tốt lành. Und das ist die Wahrheit, und diese Wahrheit ist gut. Lời Chúa là tốt lành. Sein Wort ist gut. Là lẽ thật. Das ist die Wahrheit. Để giúp con người chúng ta sống một đời sống đẹp lòng Chúa và một đời sống phước hạnh. Und es hilft uns, ein Leben zu führen, das ihnen wohlgefällig ist, und ein gesegnetes Leben zu führen. Ở đây những người này họ đến với Chúa Giêsu thì họ nói rằng: Bẩm thầy, chúng tôi muốn xem thầy làm dấu lạ. Aber diese Menschen kamen, um ein Zeichen zu fordern. Và sau đó Chúa Giêsu nói rằng không có dấu lạ nào ngoài dấu lạ của tiên tri Jona. Und deswegen sagte er auch zu ihnen, es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Chúa không hề đáp ứng lại cái lời đề nghị của những người thầy đồng giáo, người Pharisee. Gott hat der Bitte der Schriftgelehrten Pharisäer, er hat es nicht gegeben. Mà Chúa đưa những người đó, đoàn dân đông, trở lại một câu chuyện xưa, đó là về câu chuyện ông tiên tri Jona. Sondern er lenkte es auf eine Geschichte von dem Propheten Jona früher. Và tiếp theo đó là Ngài cũng nhắc lại câu chuyện của nữ hoàng Nam Phương, tức là nữ hoàng Sê-ba, ngày xưa đã vượt đường xa để đến để nghe được lời khôn ngoan của vua Sa-la-môn. Und so erinnerte er auch dann im weiteren Verlauf an die Königin des Südens beim König Salomo. Chúa làm rất nhiều dấu kỳ phép lạ, nhưng mà khi những con người xấu xa này, những con người không ngay thẳng này đến với Chúa thì Chúa không hề làm. Gott tut sehr viele Wunder, aber wenn Menschen vor ihm kommen, die eine solche Einstellung haben, wird er es nicht tun. Tại sao Chúa không làm, bạn chị em? Warum tut Gott es nicht? Tại vì Chúa biết được ý đồ xấu của những người này. Weil er die schlechten Absichten dieser Menschen kannte. Những người này không phải là những người thật sự muốn tìm kiếm Chúa và tin Chúa. Das waren nicht Menschen, die vor ihm kommen wollten, um ihn zu suchen. Những người này tìm Chúa để bắt bẻ Chúa mà thôi. Sondern sie suchen ihn nur auf, um etwas gegen ihn zu finden. Ở đây Kinh Thánh không cho chúng ta biết rằng họ yêu cầu làm dấu lạ gì, nhưng mà họ nói rằng Ngài có thể làm dấu lạ cho họ xem. Hier steht zwar nicht geschrieben, welches Wunder oder Zeichen sie genau forderten, aber sie wollten ein Zeichen sehen. Bởi chúng ta suy nghĩ một điều rằng nếu bây giờ Chúa đồng ý làm dấu lạ đó thì Ngài sẽ làm dấu lạ gì? Lass es uns mal vorstellen, wenn er damit einverstanden wäre, ein Wunder zu tun, welches hätte er getan? Chúa đã chữa lành. Denn er hat doch schon geheilt. Họ cũng chẳng tin. Und sie haben nicht geglaubt. Chúa đã cứu sống con của người cai nhà hội. Họ cũng không tin. Er hat Tote auferweckt und sie haben nicht geglaubt. Chúa đã đuổi quỷ, chữa lành. Họ cũng không tin. Er hat böse Geister vertrieben, geheilt und sie haben nicht geglaubt. Cái người bị teo tai, Chúa chữa lành. Họ cũng không tin. Er hat weitere Krankheiten geheilt und sie haben nicht geglaubt. Bởi vì cho nên chúng ta thấy trong cuộc đời mình, bà chị em, đôi khi có những sự đòi hỏi,
có những điều đề nghị đó, chúng ta phải xét cái lẽ thật của lời của Chúa như thế nào. Und so sehen wir in unserem Leben, dass wir manchmal Bitten haben oder Forderungen stellen, die wir aber noch vorher prüfen sollten. Nhất là thí dụ giờ chúng ta làm chứng lời Chúa cho một người mà cái người đó có tấm lòng không phải tấm lòng mềm mại, tấm lòng muốn tìm kiếm đạo của Chúa. Wenn wir jetzt Zeugnis geben von unserem Gott. Thì cái người đó nói rằng bây giờ anh chị chỉ cho tôi thấy Chúa là tôi tin. Und der Mensch dann sagt, jetzt zeige mir doch mal Gott, damit ich glaube. Thì chúng ta bắt đầu suy nghĩ, chúng ta tìm cách để chúng ta làm chứng, cái điều đó là điều đương nhiên. Denken wir erstmal darüber nach und überlegen uns, was wir weiterhin als Zeugnis geben können. Das ist ja normal. Có thể chúng ta làm chứng về cái cuộc đời của mình, về sự thay đổi mà Chúa thay đổi cuộc đời của mình. Und dann erzählen wir vielleicht von unserem Leben, was Gott alles schon darin verändert hat. Chúng ta làm chứng về Chúa thay đổi trong gia đình cũng như là những cái thói quen xấu của cuộc đời của chúng ta. Oder wir geben Zeugnis davon, was Gott alles schon in unserer Familie verändert hat oder welchen schlechten Angewohnheiten er uns genommen hat. Điều đó là điều hoàn toàn đúng và thật, không có gì sai cả. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Das ist auch richtig so. Chúng ta làm chứng về những ngày tháng năm mà chúng ta thấy ngày hôm nay rồi chúng tại sao tuần lễ có 7 ngày. Wir geben Zeugnis von dem, was gerade um uns herum ist, warum die Woche zum Beispiel 7 Tage hat. Chúng ta làm chứng về những tạo dựng mà Đức Chúa Trời tạo ra trời đất biển vũ trụ này và nhờ lời của Chúa mà nó vẫn tồn tại và hoạt động cho đến ngày hôm nay. Wir geben Zeugnis von der Welt, dass Gott derjenige ist, der Himmel und Erde erschaffen hat und alles, was heute noch da ist, nur noch existiert, weil er es zulässt. Hoặc là chúng ta sẽ làm chứng về những điềm lạ, những điều đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra trong tương lai để minh chứng rằng lời Chúa là lẽ thật và đúng như vậy. Wir erzählen von dem, was schon geschehen ist, was heute noch passiert und was in Zukunft vielleicht auch noch passieren wird. Nhưng mà chúng ta thấy một điều rất là rõ ràng ở đây. Nếu Chúa Giêsu mà ưng thuận Ngài làm dấu lạ, wenn Jesus in dieser Geschichte hier einverstanden wäre, ein Zeichen zu geben, thì chúng ta suy nghĩ rồi Chúa làm dấu lạ gì? Dann lass uns überlegen, was hätte er getan? Nói thiệt với các anh chị em, tôi suy nghĩ hoài, tôi không nghĩ ra là Chúa sẽ làm dấu lạ gì. Nếu Und ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, aber bin nicht darauf gekommen, was er welches Tại vì tất cả mọi điều Chúa đã làm rồi, mà bây giờ Chúa làm điều gì nó lạ hơn những điều đã làm sao? Weil er doch schon alles getan hat und was soll er denn noch tun, was sich noch unterscheidet von den Wundern, die er vorher getan hat? Ngày hôm nay chúng ta có suy nghĩ rằng Chúa làm cái dấu lạ gì trên cuộc đời của mình để mình tin Chúa cho nó thêm hơn không chị em? Haben wir schon mal diese Gedanken gehabt, dass Gott, wenn Gott doch irgendein Wunder in unser Leben tun würde, dass wir dann vielleicht noch mehr glauben würden? Nhưng mà chúng ta biết một điều rằng Chúa Giêsu Ngài không đáp ứng những yêu cầu của những con người này. Bởi vì á, nếu mà Chúa làm một dấu lạ nào đó thì họ sẽ nói rằng Aber er war nicht einverstanden mit der Zeichenforderung, ansonsten dấu lạ của Chúa không đủ thuyết phục, Chúa làm dấu lạ khác đi. Weil sie wären dann wahrscheinlich immer noch nicht einverstanden mit dem Wunder gewesen und hätten dann gesagt, tu doch ein anderes Wunder. Và nếu Chúa làm dấu lạ khác nữa, nói dấu lạ này cũng chưa đủ khiến họ tin, cho nên thêm nữa đi. Und beim nächsten Wunder hätten sie gesagt, das reicht uns immer noch nicht, wir fordern ein weiteres. Ở trong lúc đó, Chúa không phải ở vai trò là Đức Chúa Trời mà quyết định nữa, mà họ là cái người quyết định cho Chúa, phải không chị em? Dann, wenn es so gewesen wäre, wäre Jesus nicht mehr in der Rolle des Entscheiders gewesen, sondern diese Menschen hätten für ihn entschieden. Chúa của chúng ta là đấng toàn năng, Ngài làm để cho mọi người tin Ngài và được sự cứu rỗi. Aber unser Gott, er ist allmächtig und er tut es, damit Menschen errettet werden, an ihn glauben und errettet werden. Chứ không Ngài không chạy theo làm dấu lạ theo cái sự yêu cầu của con người để rồi con người quyết định tin hay không tin Chúa. Und er tut nicht Wunder nach Anforderungen der Menschen, damit der Mensch sich entscheiden kann, ob er glaubt oder nicht. Chúng ta thấy điều rất là cũng giống như ngày xưa. Ngày hôm nay nếu chúng ta làm chứng tất cả mọi điều đều đúng hết. Das ist genauso, wenn wir jetzt ein Zeugnis geben würden, alles was wir sagen an sich richtig ist. Mà người không tin á, người ta nói rằng nhưng mà đạo Chúa cũng giống như các đạo khác cái gì đâu. Dann gibt es vielleicht Menschen, die sagen, aber das unterscheidet sich doch gar nicht von anderen Religionen. Cái chúng ta đi theo nữa, chúng ta nói đạo Chúa nó khác cái đạo kia ở chỗ này chỗ kia. Und dann fangen wir an zu sagen, das Christentum unterscheidet sich von den anderen Religionen, die folgt.
Cái người ta nói, nhưng mà đạo Chúa cũng dạy làm lành đánh dữ, thì đạo kia cũng dạy làm lành đánh dữ mà. Und dann heißt es dann wiederum, ja, im Christentum wird davon gelehrt, Gutes zu tun, genauso wie in anderen Religionen auch. Mà chúng ta tiếp tục làm chứng nữa, thì người ta sẽ nói rằng, nhưng mà giáo hội ngày xưa làm những điều rất là bê bối, giống như là những thập tự chinh, rồi có nhiều những bê bối trong giáo hội mà cũng như làm hại con trẻ trong các ngày xưa, trong các nhà thờ đó. Und dann sprechen wir weiter darüber und dann kommen die Menschen wieder damit, dass sie sagen, ja, aber im Christentum in der Vergangenheit wurden so viele schlechte Dinge getan. Có nghĩa đến lúc nào đó chúng ta không phải còn là người đi làm chứng nữa, mà họ dẫn chúng ta đi để chúng đi theo và chúng ta năn nỉ hoặc là chúng ta làm những điều mà không cần phải làm bởi vì chúng ta biết cái điều đó không khiến người ta tin Chúa nữa. Denn irgendwann kommen wir zu dem Zeitpunkt, wo nicht mehr wir Zeugnis geben, sondern wir geleitet werden von den Fragen der Menschen, sodass es gar nicht mehr dazu beiträgt zu einem gewissen Punkt, um den Menschen bekehren zu können. Cho nên chúng ta biết được rằng đến lúc nào đó chúng ta phải vững vàng nó tuyên bố lẽ thật lời của Chúa. Chúa phán dạy như thế này, nếu tin thì sẽ nhận được sự sống đời đời. Und deswegen können wir bis zu einem bestimmten Punkt von darüber sprechen, dass wir davon auch sagen, dass wer an ihn glaubt, errettet wird. Ngoài trừ những người có tấm lòng thật sự tìm hiểu về đạo của Chúa đó, thì chúng ta sẽ hết lòng làm chứng giải thích để người ta để nhận biết là lẽ thật và tin Chúa. Und Menschen, die ein offenes Herz haben, mit denen sprechen wir weiter, damit sie Gott annehmen. Nhưng mà những người có tấm lòng không ngay thẳng, giống như người thông giáo, người Pharisee này, thì chúng ta biết chúng ta phải dừng ở chỗ nào. Aber bei Menschen, die Eigenschaften, die diese schriftgelehrten Pharisäer haben, müssen wir auch wissen, wo wir aufhören sollen. Amen, chị em. Sagen wir Amen dazu. Chính Chúa Giêsu, Ngài không làm, nhưng mà Ngài đưa những con người đó đến dấu lạ của Jonah, tiên tri Jonah. Und deswegen ist Jesus nicht auf diese Forderung eingegangen und hat dann von der Geschichte des Propheten Jonas erzählt. Và một cái dấu lạ đó là nữ hoàng Sheba từ xa xôi đã đến Jerusalem để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Und dann auch noch die Geschichte von der Königin, die zum König Salomo ging, um von der Weisheit zu hören. Dấu lạ tiên tri Jonah thì ông bà anh chị em chúng ta có đọc sách tiên tri Jonah chúng ta biết rồi phải không? Die Geschichte von Jonah kennen wir vielleicht im Buch Jonah. Khi mà Chúa sai phái tôi tới, Chúa là tiên tri Jonah đi đến thành Ninive để rao một sứ điệp là thành đó phải ăn năn tội không thôi, Chúa sẽ hủy diệt thành đó. Als Jonah den Auftrag bekommen hat, nach Ninive zu gehen, um von Gott dort zu erzählen, damit sie nicht vernichtet werden. Mà chúng ta biết rằng ở trong sách Các Vua thứ hai chương 19 thì cho chúng ta biết rằng thành Ninive đó là thủ đô của nước Assyria, là nó thuộc về lãnh vực nước Iraq ngày hôm nay. Und wir wissen, wenn wir im 2. Könige Kapitel 19 lesen, dass Ninive die Hauptstadt von Assyrien war, das heutige Irak. Nhưng mà tiên tri Jonah, ông chị em chúng ta biết, ông xuống bến tàu thì ông đi đâu? Aber was kennen wir über die Geschichte von Jonah? Wo ist er hingegangen? Ông đi Tharisi. Đi về cái thành phố mà ngược hoàn toàn về cái hướng Ninive. Er ist in eine Stadt gegangen, die entgegengesetzt Richtung war von Ninive. Bởi vì cái dân Ninive này là cái dân hung dữ, dân ngoại giáo, dân đáng trách. Weil Ninive zu dem Zeitpunkt ein böses Volk war. Bây giờ nếu mà rao giảng tin lành của Chúa cho họ, sứ điệp của Chúa là lỡ họ ăn năn tội họ được tha còn sao? Und jetzt, wenn er jetzt dorthin geht und dann von Wort Gottes spricht, sie dann vergeben werden, was soll dann passieren? Cho nên thay vì đi Ninive, ông đã xuống tàu và đi về hướng Tharisi, tất nhiên là người ta nói rít thung là về hướng Tây Ban Nha ngày hôm nay, nó ngược ngược lại hoàn toàn. Statt dass er aber nach Ninive gegangen ist, ist er in die entgegengesetzte Richtung gegangen, in die Richtung des heutigen Spaniens. Nhưng mà tình yêu của Chúa lớn hơn tất cả mọi sự. Chúa đã khiến cơn bão và người ta đã quăng ông Jonah xuống biển và Chúa đã sắm sẵn một con cá để nuốt ông Jonah vào trong bụng. Aber die Liebe Gottes ist größer als all das und deswegen hat er Gott den Sturm gebraucht und er hat dazu gesorgt, dass die Menschen ihn ins Meer geworfen haben, dass er von einem Fisch gefressen wurde oder in den Bauch des Fisches gelangt. Eine Geschichte, die ein großes Wunder war. Một con cá lớn nuốt ông tiên tri Jonah vô bụng, mà người ta phỏng đoán là cá voi hoặc cá gì đó, không ai biết, nhưng mà chúng ta biết rằng đó là một con cá lớn. Es war ein großer Fisch, der Jonah verschluckt hat. Die Bibel lässt uns nicht wissen, ob das ein Wal war oder irgendein anderes Tier war.
Và ông đã ở trong bụng cá 3 ngày và cuối cùng nó đã theo lời phán dạy của Chúa, con cá đã nhả ông ra trên bờ biển để đi đến thành Ninive. Và 3 Tage und 3 Nächte lang war Jonah im Bauch des Riesenfisches. Quyền năng của Chúa tẩy trị hết tất cả mọi sự, phải không em? Die Macht Gottes steht über allem. Ở trong bụng con cá 3 ngày mà không chết. 3 Tage im Bauch des Riesenfisches und er ist nicht verstorben. Mà ra cũng không có bị thương tích gì hết và vẫn đi được. Und als er herausgekommen ist, hatte er keine Schäden davon getragen. Và con cá đó là một cái công cụ của Chúa cho công việc rao giảng tin lành tại Ninive. Und dieser Riesenfisch war ein Werkzeug Gottes. Vì nếu con cá không nuốt thì chắc ông tiên tri Jonah đã bị chết rồi. Denn wenn der Fisch ihn nicht verschluckt hätte, dann wäre er wahrscheinlich ertrunken. Bởi vì người mà sống ở sa mạc chắc là khó biết bơi lắm, mà cho nên không thể bơi được khi mà rớt xuống biển. Denn jemand, der eigentlich nur in der Wüste lebte, der konnte wahrscheinlich nicht schwimmen. Nhưng mà tình yêu lớn của Chúa đã bao phủ và đã cứu giúp tiên tri Jonah, mặc dù ông là cái người chống nghịch lại cái mạng lệnh của Chúa. Aber die Liebe Gottes hat ihm geholfen, ihn gerettet, obwohl er jemand war, der sich widersetzte. Và tới thành Ninive, một thành hết sức là lớn, đi 3 ngày đường, ông đầu rao giảng tin lành và ông nói còn 40 ngày nữa thành Ninive sẽ đổ xuống đó. Und als er Ninive da angekommen ist, hat er dann das Evangelium verkündet und hat davon gesprochen, dass in 40 Tagen alles zerstört wird. Và sau đó ông ra, ông ngồi, ông đợi. Und dann hat er gewartet. Để coi lời Chúa có ứng nghiệm không, thành có đổ thiệt không. Um zu sehen, ob das wirklich passiert. Nhưng mà một điều lạ lùng khiến cho ông tiên tri Jonah rất là bất ngờ vì cái sự ăn năn tội của cái thành đó. Aber etwas verwunderliches ist dann passiert, was ihn dann auch was ihnen auch verändert hat, nämlich dass die Menschen Buße getan haben. Một thành hung dữ, một thành độc ác mà Chúa chuẩn bị diệt đó, mà chỉ nói vậy thôi, họ ăn năn tội à. Ein Volk, das kurz davor war, zerstört zu werden, diese Menschen dort taten Buße. Nếu chúng ta đọc trong sách tiên tri Jonah, chúng ta thấy còn 40 ngày nữa thành đổ đó. Es waren nur noch 40 Tage, bis alles zerstört werden sollte. Và từ dân cho đến vua, ngay cả súc vật cũng đều hạ mình vấn bao gai trong tro bụi để ăn năn về cái tội lỗi của mình. Aber sowohl das Volk als auch der König, sie taten Buße und das war ein Wunder. Có nhiều tôi tới Chúa cũng giảng tin lành, nói rằng không có ai mà rao giảng tin lành mà ngắn gọn như vậy mà nhiều người trở lại tin nhận Chúa như vậy như là tiên tri Jonah. Und heute wird auch viel davon gesprochen, dass niemand so wenig verkündete, so wenig gesprochen hat, aber dennoch so viele Menschen Buße taten. Có nhiều người mình nói muốn gãi lưỡi luôn cũng không tin là không tin, phải không? Denn wir kennen das ja oftmals, reden wir so viel und trotzdem wollen Menschen nicht glauben. Mà đôi khi có người nhìn bên ngoài rất là đàng hoàng, nhưng mà không tin Chúa là không tin, nhất định không tin là không tin. Denn wenn es gibt Menschen, die dann direkt sagen, dass sie nicht glauben wollen, dann glauben sie auch nicht. Chúa là tốt, tôi biết các anh, các chị theo Chúa là tốt lắm, đúng đường á, nhưng mà thôi tôi không tin. Oder wir hören oft auch immer, ja, der Gott, von dem ihr erzählt, der ist gut, aber ich glaube trotzdem nicht. Ở đây, Chúa Giêsu ngài nhắc lại câu chuyện của ông tiên tri Jonah, nói về dân thành Ninive, một dân ngoại giáo mà khi nghe sứ điệp của Chúa qua tiên tri Jonah một cách miễn cưỡng mà đã tin nhận Đức Chúa Trời, đã ăn năn tội như vậy, còn các ngươi là những kẻ mà những người mà dạy đạo về dân Do Thái đây. Und hier wird davon gesprochen, dass die Geschichte zum Vergleich genommen, dass die Menschen in Ninive, die eigentlich ein böses Volk waren, dennoch Buße taten. Thấy bao nhiêu dấu kỳ phép lạ của ta đã làm ra mà Đấng Christ, con Đức Chúa Trời đang đứng ở đây mà các ngươi vẫn không tin và vẫn cứng lòng. Aber ihr, die ihr so viele Wunder schon gesehen habt, ihr glaubt trotzdem nicht. Rồi Chúa lại so sánh một câu chuyện, đó là nữ hoàng năm phương, tức như là nữ hoàng Sheba. Und einen weiteren Vergleich gab Jesus, nämlich von die Geschichte von der Königin des Südens, also die Königin von Saba. Nếu chúng ta đọc trong sách các vua thứ nhất chương 10 đó, chúng ta thấy rằng cuộc viếng thăm trọng thể của nữ hoàng Sheba, người ta nói rằng nước Sheba ngày xưa là cỡ nước Yemen ngày hôm nay ở Bắc Phi, là đã vượt bao nhiêu đường xa để đến thăm và nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Und die Geschichte lesen Sie im 1. Könige Kapitel 10, nämlich die Königin von Saba, die einen weiten Weg auf sich genommen hat, um den König Salomo zu besuchen. Mà chúng ta cuối cùng Chúa khẳng định rằng á,
Ở đây có một đấng tôn trọng hơn Jonah. Aber wir sehen hier in der Bibelstelle, hier ist einer, der größer ist als Jonah. Ở đây có một đấng tôn trọng hơn Salomon. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomon. Chúa nêu hai cái gương này để cho chúng ta thấy rằng một dân tộc tội lỗi đáng diệt, nhưng mà họ đã ăn năn tội thì Chúa đã tha tội cho họ. Gott nimmt diese zwei Geschichten als Vergleich, ein Volk, das bösartig war, aber als sie Buße taten, hat Gott ihnen Vergebung geschenkt. Ân điển lạ lùng của Chúa đã có từ đời xưa, phải không chị em? Die Gnade Gottes war schon zuvor da. Rồi nữ hoàng Sheba vượt đường xa đến để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Und auch die Königin von Saba, sie nahm diesen weiten Weg auf sich, um von der Weisheit Salomos zu hören. Vì bà biết rằng đây là một ông vua được Đức Chúa Trời ban phước và có sự khôn ngoan đặc biệt. Denn sie wusste, das war ein König, der von Gott gesegnet war und eine besondere Weisheit hatte. Và lời từ vua Salomon chính là lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Chúa để cho con người ta được nghe và được sự khôn sáng. Und sie wusste, die Worte Salomos waren die Worte Gottes, seines Geistes, um eben Weisheit von ihm durch Gott, von Gott zu hören. Qua đó chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu ngài khẳng định với những người thầy trong giáo, người Pharisee và cho chúng ta ngày hôm nay. Aber hier hat Jesus dann eins zu diesen Schriftgelehrten Pharisäer dann auch gesagt. Cái điều mà hệ trọng hơn hết của chúng ta là không phải chúng ta là ai. Das was besonders ist oder was was ja was heute besonders ist, ist nicht heute wer wir sind. Chúng ta là dân tộc nào. Nicht von welchem Volk wir stammen. Chúng ta học thức bao nhiêu. Nicht wie viel wir gelernt haben. Từ đâu đến. Von wo wir kommen. Nhưng mà nếu người nào có tấm lòng ăn năn tội. Aber wer ein Herz hat für um Buße zu tun. Nhận biết đến với Chúa, tôn kính Ngài. Gott erkennt und ihn ehrt. Biết mình là con người có tội. Zu wissen, dass der Mensch ein Sünder ist. Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho mình. Und darum bitten, dass uns vergibt. Thì chúng ta có tin chắc rằng Chúa sẵn sàng tha thứ tội cho chúng ta không, bạn chị em? Glauben wir daran, dass unser Gott bereit ist, uns zu vergeben? Nếu thật sự chúng ta có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật lời của Chúa, giống như là nữ hoàng Sheba từ xa xôi đã vượt đường xa đến để nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Wenn wir bereit sind, ein offenes Herz dafür haben, wie die Königin von Saba, diesen weiten Weg auf sich zu nehmen, von der Weisheit Salomos zu hören. Thì tấm lòng đó chắc chắn Chúa không bao giờ bỏ qua đâu, bạn chị em ơi. Ein solches Herz wird Gott nicht vergessen. Ngày hôm nay chúng ta thấy trong hội thánh Chúa rất là đông các ông bà chị em chúng ta đến thờ phượng Chúa. Heute sehen wir, dass wir sehr zahlreich sind im Gottesdienst. Chúng ta, chị em chúng ta đến từ, có chị em chúng ta đặc biệt rất là xa đến từ Ukraine. Die Geschwister von sehr weiter Ferne, nämlich die Ukrainer. Đến từ Berlin. Oder aus Berlin. Chúng ta, chị em chúng ta đến từ Seven, từ Rothenburg. Oder aus Seven in Rothenburg. Rồi chị Hà, cô Hà đến từ Dortmund, ha? Oder die Schwester aus Dortmund. Rồi còn ai đến xa nữa mà tôi kêu sót không chị em? Gibt's noch jemand aus der Ferne, den ich vergessen habe? Là có anh em chúng ta, anh Ralf đến từ Achim, nhá. Der Ralf aus Achim. Và rất là nhiều những người từ xa đến và nhiều dân tộc khác nhau. So viele von verschiedenen Orten hergekommen, auch verschiedene Nationalitäten. Nhưng mà chúng ta đồng ý với nhau một điều rằng chúng ta đến vì chúng ta muốn nghe lời khôn ngoan của Chúa Giêsu, phải không chị em? Aber wir sind uns einig darin, dass wir kommen, von der Weisheit Gottes zu hören. Chúng ta đến để chúng ta thờ phượng đấng toàn năng. Wir kommen, den allmächtigen Gott anzubeten. Chúng ta đến để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta nhận ra có những điều yếu kém còn sót lại trong cuộc đời của mình, để chúng ta ăn năn tội. Wir kommen, zu beten, unsere Schwächen zu erkennen, Vergebung zu bitten. Và như câu chuyện ngày xưa, nếu chúng ta có tâm tình đó, thật sự Chúa là đấng cứu giúp cuộc đời của chúng ta. Und wenn wir ein solches Herz haben, vor ihn zu kommen, dann wird Gott derjenige sein, der uns hilft. Chúa là đấng ban sự chữa lành cho chúng ta. Unser Gott schenkt Heilung.
Chúa là đấng ban năng lực cho chúng ta. Unser Gott schenkt Kraft. Những dấu lạ mà Chúa ứng chứng trong đời của chúng ta là chúng ta là con người tội lỗi, nhưng mà chúng ta được Chúa tha thứ để làm con cái của Ngài. Ein Wunder, dass Gott unser Leben getan ist, dass wir Sünder waren und uns Vergebung schenkt. Chúng ta ngày trước đã ở trong gông cùm của tội lỗi, của quyền lực tăm tối, của sự chết, thì chúng ta được tự do, chúng ta được làm con cái của Chúa và thờ phượng Chúa. Wir lebten früher in Fesseln der Sünde, doch heute befreit worden, ihn heute anzubeten. Chúng ta có đồng ý rằng sự có mặt của chúng ta trong buổi thờ phượng ngày hôm nay là một dấu lạ lớn không chị em? Sind wir damit einverstanden, dass unsere Anwesenheit hier heute schon ein großes Wunder ist? Một dấu lạ lớn là Chúa đã cứu cuộc đời của chúng ta. Ein großes Wunder ist, dass Gott uns gerettet hat. Một dấu lạ lớn là chúng ta đã làm con cái của Đấng toàn năng. Ein großes Wunder ist, dass wir heute die Kinder des Allmächtigen sind. Mặc dù ai nói gì nói, nhưng mà chúng ta vẫn yêu mến sự đi thờ phượng Chúa, phải không? Und soll wer sagen, was möchte, aber wir entscheiden uns, ihn anzubeten. Nhất là các chị em chúng ta đến từ Berlin, nếu mà không có dấu lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, làm sao chúng ta thấy vượt đường xa mà chúng ta đi thờ phượng Chúa hàng tháng về đây được? Oder auch die Geschwister aus Berlin, wenn ihr nicht wisst, dass das ein Wunder ist, warum solltet ihr diesen Weg auf euch nehmen, Gott umherzukommen, Gottesdienst zu halten? Nếu không có dấu lạ lớn của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, làm sao chúng ta có thể trung tín trong những buổi cầu nguyện học kinh thánh được? Wenn es diese Wunder nicht gibt, warum sollten wir dann treu sein in den Versammlungen? Nếu không có dấu lạ Chúa ấn chứng trong cuộc đời của chúng ta, làm sao chúng ta có thể yêu mến nhà của Chúa giống còn hơn nhà của mình nữa anh chị em? Wenn es diese Wunder nicht gibt, die wir heute erkennen dürfen, warum sollten wir das Haus Gottes vielleicht sogar manchmal mehr lieben als unser eigenes Haus? Chúng ta nhờ dấu lạ của Chúa mà chúng ta yêu mến những công việc của Chúa trong hội thánh của Chúa. Mặc dù công việc làm của anh chị em chúng ta trong tuần lễ đã vất vả nhiều rồi, nhưng mà nhờ dấu lạ đó mà chúng ta vẫn hăng say hầu việc Chúa trong hội thánh của Ngài. Und durch diese Wunder lieben wir sein Haus, obwohl wir vielleicht trotz eine anstrengende Woche hinter uns hatten. Dấu lạ là các cháu thanh thiếu niên lớn lên trong nhà của Chúa. Mặc dù thế gian rất là nhiều cám dỗ, nhưng mà các cháu vẫn yêu mến Chúa và phục vụ Chúa trong nhiều ban ngành khác nhau. Ein Wunder sind auch die Jugendlichen in dieser Gemeinde, obwohl es in der Welt sehr viele Versuchen gibt, sind die dennoch hier, in den Diensten zu sein, in den Gaben zu dienen, wo sie von Gott gegeben sind. Chúng ta thấy có Amen, cảm ơn Chúa không bạn chị em? Sagen wir Amen dazu. Điều đó là những dấu lạ thật là lớn lao mà Chúa ấn chứng trong cuộc đời của chúng ta. Das sind Wunder, die in uns legt. Một dấu lạ mà nhiều dân tộc cùng hiệp nhau lại trong một đền thánh của Chúa để thờ phượng Ngài. Ein Wunder ist auch, dass verschiedene Nationalitäten sich zusammentreffen, einen Gott anzubeten. Tôi đã nói nhiều lần rồi, tôi còn nói nữa. Đây có chị em chúng ta đến từ Bulgaria. Ich habe es schon oft gesagt und ich möchte es immer wieder sagen, die Geschwister aus Bulgarien. Có chị em chúng ta đến từ Thái Lan. Unsere Schwester aus Thailand. Đến từ Philippines. Die Schwester aus den Philippinen. Anh chị em chúng ta là người Đức ở đây. Unsere deutschen Geschwister. Ngày hôm nay lại có anh chị em chúng ta người Việt đồng hương đến từ Ukraine nữa. Und heute haben wir die unsere vietnamesischen Geschwister aus der Ukraine. Rồi ngay cả người Việt Nam mà trong khắp miền đất nước cùng hiệp nhau lại để thờ phượng Chúa. Und auch wir Vietnamesen heute, die hier versammelt alle sind, unseren Gott anzubeten. Chúng ta còn đòi dấu lạ gì nữa không chị em? Wollen wir noch mehr Wunder sehen? Quá nhiều dấu lạ phải không? Es sind schon sehr viele Wunder passiert. Mà dấu lạ lớn nhất là Chúa Giêsu đã nhập thể làm người để ban sự sống cho con người. Und das größte Wunder ist, dass Jesus als Mensch auf diese Erde gekommen ist, uns Leben zu schenken. Một Đức Chúa Trời đã nhập thể làm con người, đã sanh ra, đã làm cuộc đời và đã chịu thương khó thập tự giá để ban sự cứu rỗi cho con người. Ein Gott, der bereit war, Mensch zu werden, geboren zu werden in diese Welt, ans Kreuz zu gehen, für die Sünden der Menschheit zu sterben. Ngài là một dấu lạ lớn lao cho cả thế gian này. Er ist das größte Wunder für diese ganze Welt. Ngài là một dấu lạ cho mỗi từng cuộc đời nếu mở lòng ăn năn tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống mình. Er ist das größte Wunder für jeden persönlich, wenn wir bereit sind, unsere Herzen aufzumachen, ihn einzuladen. Anh chị em chúng ta ở đây có ai đã từng tiếp nhận Chúa? Đã ngồi ở đây mà hối hận gì đã tin Chúa không? Es gibt jetzt irgendjemand unter euch, der hier sitzt, Gott angenommen habt, aber heute ist vielleicht irgendwie bereut? Có thể chúng ta đã hối hận gì tin Chúa quá muộn hay là không còn tin Chúa trước đây lúc chúng ta còn
Nhiều năm trước chúng ta được hưởng phước lâu dài, phải không? Manchmal bereuen wir es nur, dass wir Gott so spät erst erkannt haben, weil wir die letzten Jahre vielleicht nicht die ganzen Wunder sehen durften oder den ganzen Segen empfangen durften. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì những công việc ngày xưa Chúa dùng Kinh Thánh để dạy dỗ dân sự của Chúa, cũng như Chúa dạy dỗ chúng ta ngày hôm nay. Hãy nhìn vào dấu lạ của Jonah, của nữ hoàng Sheba, để chúng ta biết được rằng chúng ta là những người được Chúa yêu. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass wir auf diese ganzen Wundergeschichten schauen dürfen, wie die Geschichte von Propheten Jona oder von der Königin, dass wir Gott heute glauben dürfen. Những người ngày xưa đó là hình bóng của Chúa Giêsu ngày hôm nay mà chúng ta có thể rờ đụng được Ngài, phải không bạn chị em? All die Geschichten von damals ein Schattenbild von dem, was Jesus heute für unser Leben ist, den wir heute anrühren dürfen. Không bao giờ chúng ta nghi ngờ Chúa. Und heute wollen wir nicht mehr an diesen Gott zweifeln. Chúng ta có tin rằng Chúa đang ở đây không? Glauben wir, dass unser Gott hier ist? Chúng ta có rờ đụng được Chúa giống như là chúng ta rờ đụng được cái tình yêu của Chúa trong cuộc đời chúng ta không, bạn chị em? Können wir diesen Gott schon berühren, wie er uns mit seiner Liebe berührt? Những ai trong chúng ta chưa rờ đụng được Chúa, chúng ta ước ao rằng đây là những cơ hội, những dịp tiện để chúng ta rờ đụng được Ngài. Wer es noch nicht getan hat, aber diesen Wunsch danach hat, heute ist die Gelegenheit, um ihn zu treffen, um ihn zu berühren. Để trong ngày, trong những ngày chúng ta gặp Chúa Giêsu thì Chúa nói rằng đây là những con cái tôi tớ yêu dấu của ta đã hưởng được những cái phước mà ta sẽ ban cho trong thời giờ này. Denn Gott wird euch dann als seine Kinder nennen und er wird euch den Segen geben. Không để cho dân thành Ninive cũng như là nữ hoàng Nam Phương trỗi lên nói là dòng dõi này thế kia giống như là trong câu chuyện này. Wir wollen nicht davon sagen, dass dieses Volk so oder so ist. Mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa khen chúng ta là những con cái dấu yêu của Chúa. Aber wir wollen von Gott gelobt werden als seine Kinder. Sống trong tình yêu của Chúa, trong hội thánh của Ngài. Zu leben in der Liebe Gottes in seiner Gemeinde. Sống trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Zu leben in der Leitung seines Geistes. Và luôn sẵn lòng ăn năn tội và nghe những lời khôn ngoan đến từ Chúa qua hội thánh của Ngài. Und immer bereit zu sein, Buße zu tun, um seine Worte zu hören. Chúng ta thấy từ lúc tin Chúa đến ngày hôm nay, chúng ta thấy chúng ta có khôn ra nhiều không? Haben wir erkannt, seit wir Gott kannten, dass wir weiser sind als vorher? Khôn nhiều, phải không? Wir sind weiser, oder? Khôn ở trong Chúa có nghĩa rằng có những điều thế gian nói nay là nay, không có rớt tới, phải không? Weisheit in Gott, so dass wir Dinge in der Welt sehen und wir vielleicht nein dazu sagen dürfen. Bây giờ mà ai nói không có Chúa là mình không bao giờ chấp nhận được cái điều mà người có người đó. Dass wir auch nicht akzeptieren können, dass Menschen sagen, dass es Gott nicht gibt. Hoặc là người ta nói không có nước thiên đàng, không bao giờ chúng ta chấp nhận được. Oder wir wollen es nicht akzeptieren, wenn Menschen sagen, dass das Reich Gottes, das Himmelreich nicht existiert. Mà chúng ta biết rằng Chúa là có thật, nước thiên đàng là có thật và sự chết của Chúa là có thật cho tất cả mọi người. Denn wir wissen, Gott, sein Reich gibt es und sein Tod, seine Auferstehung für unser Leben ist wahr. Và tôi tin chắc rằng chị em chúng ta không ai thể dẫn dụ mình được để mình nói những lời mà nó nghịch lại những lời trong Kinh Thánh, bởi vì chúng ta biết rằng lời Chúa là lẽ thật và Chúa là có thật. Und niemand soll oder darf uns verführen können, etwas anderes zu sagen, weil wir wissen, dass sein Wort wahrhaftig ist und es wahr ist. Chúa dạy chúng ta hãy bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình kêu riêu mắng nhé. Đó là lẽ thật, phải không chị em? Dass wir die Bitterkeit, den Hass ablegen sollen, das ist die Wahrheit. Chứ mình nói mình bỏ phân nửa thôi, nhưng mà phân nửa mình còn giữ, bởi vì mình bỏ chưa được. Nhưng mà mình lẽ thật muốn chúng ta phải buông bỏ những điều đó, giống như dân thành Ninive. Vielleicht gibt es noch einiges, was wir noch nicht können, aber wir wollen es ablegen. Để cho không ai sau ngày đến ngày Chúa phán xét mà trỗi dậy nói là làm chứng nghịch cùng mình, mà mình nói rằng Chúa là đấng ứng chứng trong lòng cuộc đời mình, chúng ta thuộc về Ngài. Denn wir wollen Zeugen Gottes sein und wir wollen ihm allein angehören. Và cảm ơn Chúa vì tôi đã học Kinh Thánh chung với các anh chị em yêu dấu trong nhóm Kinh Thánh Bremen trong những ngày qua. Ngày hôm nay có các chị ở đây, chúng tôi thấy rằng từ lúc mình học Kinh Thánh, Chúa ban cho chúng ta tấm lòng rất là bình an, vui vẻ, phải không? Und ich danke Gott, in letzter Zeit durften wir immer eine Bibelstunde mit den Geschwistern aus Bremen halten und die Geschwister sind heute auch hier und die haben auch Frieden. Ja, lẽ thật lời của Chúa luôn được nói ra trong những buổi học Kinh Thánh. Und die Wahrheit, seine Worte werden ausgesprochen. Và
Chính lẽ thật lời của Chúa đã giúp đỡ chị em chúng ta trong những dịp đầu tháng giống ngày Thánh Nhật đến đây để thờ phượng Chúa cũng vượt đường xa. Und diese Wahrheit hilft uns an Sonntagen herzukommen, um gemeinsam Gott anzubeten. Cùng với các ông bà chị em chúng ta yêu dấu tại Lớp Minh Buộc, tại A Hòn, tại Bremen cũng như là tại Berlin, tại các nơi xa xôi. Gemeinsam mit den Geschwistern aus Kloppenburg, aus Ahorn, aus Bremen, aus Berlin. Mặc dù những ngôn ngữ rất là khác nhau, chúng ta có thể không thể thông hiểu hết được qua sự thông dịch, nhưng mà chúng ta biết rằng sự sống của Chúa đang ở trong hội thánh của Ngài. Auch wenn wir verschiedene Sprachen sprechen und trotz Übersetzung vielleicht nicht immer alles verstehen, aber wir wissen, Gott erlebt und regiert hier. Sự sống của Chúa đang tuôn tràn trên cuộc đời của chúng ta. Sein Leben erfüllt uns und fließt über uns. Và giờ này chúng ta ước ao rằng chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện với Chúa, không bàn cho em. Lass uns jetzt aufstehen, um zum Gebet zu kommen. Chúng ta ước ao rằng còn ai đang chần chừ gì sự mà chúng ta quyết định cho Chúa Jesus Christ, ước ao giờ này chúng ta bước lên đây để cùng nhau cầu nguyện, để hướng dẫn, để Chúa tiếp nhận đời sống bà chị em chúng ta. Wenn jemand vielleicht noch unentschlossen darin ist, Gott anzunehmen, dann bitte ich den Person auch vielleicht nach vorne zu kommen, damit wir für diesen Menschen auch beten können. Chúa đang ở đây. Gott ist hier. Chúa đang muốn ban phước cho chị em chúng ta. Gott, er möchte uns segnen. Dạ, kính mời Thánh Chúa, giờ này chúng ta ra mắt Chúa sự cầu nguyện, cũng như chúng ta hiệp với ban hát, ban nhạc để chúng ta dâng lời tôn vinh. Và ơn bà chị em chúng ta, ai có những ước ao trong sự cầu nguyện cho những nhu cầu thì mời chúng ta bước lên đây để chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Ich bitte euch jetzt zum Gebet zu kommen mit und Lobpreis zu machen mit dem Lobpreisteam, und wer Gebet braucht oder ein Anliegen hat, den bitte ich nach vorne zu kommen, damit wir für den Menschen beten können.